sẽ nói về cái cách mà nối tắt hoặc là câu dây đồng mấy con chip led thư nha các bạn. Trong nhà các bạn á, một số bạn có comment hỏi mình á là cái đèn bằng đó bị cháy chip led mà các bạn đó không muốn thay chip led, các bạn đó muốn câu dây đồng nối tắt, thì cái vấn đề này như thế nào? Để mình nói rõ cho các bạn có ba nguyên nhân cơ bản mà các bạn không nên nối tắt cái chip led bị chết nha các bạn. Và cái hình thức á thì ví dụ nha, cái này đèn led bulb là đèn tiếp led T8 nè các bạn. Cái trường hợp mà các bạn mà như mình giả sử nha, cái con chip led này nó chết nha các bạn, các bạn tẩy đi, bỏ cái con chip led đi nha các bạn, rồi các bạn thay thế, các bạn không có thay chip led khác mà các bạn lấy cái một sợi dây đồng nè các bạn, rồi các bạn hàn nối tắt vô nha. Đây là hàn dính nha các bạn, hàn câu dây đồng á. Các bạn nó làm theo hình thức này các bạn. Và các bạn hàn nối tắt cái chip led này vô nha. Như mình giả sử ở đây á là một cái này á là hai con chip led mắc song song với nhau nha các bạn. Mà hai con chip led này có hai con chết luôn nha. Là các bạn câu dây đồng nè, câu vị trí này nè. Rồi các bạn hàn vô. Là không có cần, các bạn không muốn thay chip led nha các bạn. Rồi đây nè. Các bạn làm theo như thế này. Các bạn hỏi mình á, câu như vậy á có ảnh hưởng gì đến cái đèn không nha. Thế đây á mình nói về ba cái nguyên nhân chính. Cái thứ nhất, vấn đề thứ nhất các bạn, vấn đề về thẩm mỹ nha các bạn. Khi mà các bạn như cái đèn này nè, các bạn nhìn thấy câu dây đồng á là các bạn nhìn vô là thấy mất thẩm mỹ rồi. Lên led á, các bạn câu qua các bạn nhìn thấy à, nhìn vào á các bạn nhìn không thấy thẩm mỹ nha các bạn. Mình ví dụ nha, ở đây á mình sẽ có một cái thanh led như thế này, cái đèn led H nha các bạn. Nhất là trong cái vấn đề mà led quảng cáo á, là vấn đề thẩm mỹ là khá quan trọng nha các bạn. Nó lập vào mắt người nhìn đó sẽ thu hút vấn đề và thị giác của các bạn á. Mình giả sử nha, ở đây là các bạn nguyên cái thanh led của người ta đi, đúng không? Rồi các bạn cấp nguồn lên, các bạn thấy sáng không? Các bạn nhìn thấy nó đồng đều á, cái màu sắc nó đồng đều là nó rất đẹp nha các bạn. Mà khi á mà các bạn nối tắt vô á, là một ví dụ nha, cái thanh này nè các bạn, hay có nguyên cái nhánh chip led á, các bạn nối tắt đi. Rồi các bạn bật nguồn lên nha các bạn. Các bạn thấy không, cái vị trí này á nó không có sáng. Nếu mà các bạn mà phía trên này á, các bạn mà gắn thêm mica để mà trang trí các bạn, là các bạn nhìn thấy rõ luôn nha các bạn. Là các bạn nhìn thấy nhất là trong led quảng cáo á, là nó không có thẩm mỹ nha các bạn. Nếu các bạn muốn á, là cái đèn nó sáng đều là nhìn thẩm mỹ nó đẹp. Còn các bạn nối tắt á, là mấy con chip led này các bạn là không có nha các bạn. Các bạn thấy, nhìn thấy không? Nè, nó tối thui một góc thì nó sẽ không có thẩm mỹ nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Ở trên đây các bạn sơ đồ, ví dụ một sơ đồ led của cái đèn tiếp led T8 hoặc led bulb nha các bạn. Giờ mình giả sử đi, cái con này chết đi, một con chết, các bạn nối tắt vô thì hai con này sẽ giữ cái dòng y nha các bạn. Là các bạn câu dây đồng nè, các bạn bỏ cái nhánh, nguyên cái nhánh này luôn nha các bạn. Các bạn câu nối nè, nối dòng nối đây nè các bạn, bỏ qua nhánh này. Thì các bạn khi mà các bạn câu nối tắt như vậy á thì cái đèn led á nó vẫn sáng nha các bạn. Tuy nhiên ở vấn đề ở đây á các bạn, các bạn nhìn thấy trên một cái thanh led hoặc là trên một cái đèn đi mà các bạn thấy tự nhiên xuất hiện một cái dây đồng hoặc là mất mấy con chip led bị mất, các bạn nhìn vô nó thấy là không thẩm mỹ rồi.
Nhất là đối với những cái bạn mà nhà mà xài cái đèn led chiếu U nha các bạn. Led chiếu U á, nhiều khi nó chết, nó cháy nguyên một thanh này luôn. Rồi các bạn nối tắt câu dây đồng nè, các bạn nối tắt hai cái chân này nè các bạn. Nối tắt mất là mất. Tự nhiên mấy cái, ví dụ như trong cái thanh này nè các bạn, là có 8 cái thanh led nha các bạn. Tự nhiên mà các bạn nối tắt cái, các bạn kho lời, các bạn không chịu thay một cái thanh led này nè. Các bạn nối tắt, các bạn tháo ra cái, như được một cái mấy cái đèn này á, nó sáng hết mà tự nhiên có một thanh không sáng. Là các bạn nhìn thấy vô thấy là thấy không có thẩm mỹ rồi. Hoặc là một trong một cái thanh led này các bạn, là có khoảng một nhánh này á có 4-5 con chip led, nó không sáng nha các bạn, nó tối hôi. Thì các bạn câu di động lên nó, mấy con chip led còn lại nó vẫn sáng. Thì cái những cái phần tối thui này á, các bạn nhìn theo thấy có đốm đen các bạn. Phần đen, phần trắng, phần sáng, phần không sáng á. Thì tất nhiên là nhìn vô, mình nhìn vô, cảm nhận của người nhìn vô là nó không thẩm mỹ nha các bạn. Nếu mà cái đèn mà nó sáng đồng đều á, là các bạn nhìn vô thấy nó bắt mắt hơn nha các bạn. Cái vấn đề thứ hai tiếp theo mình nói ở đây là cái vấn đề về độ sáng của cái đèn nha các bạn. Đây, cái vấn đề thứ nhất đó mình nói về thẩm mỹ là nó không thẩm mỹ. Cái thứ hai là giảm cái độ sáng của bóng đèn. Thì nguyên nhân nhất dễ hiểu nha các bạn, khi mà các bạn không thay một cái bóng đèn á, người ta đã chế tạo sản xuất ra như thế này rồi, người ta tính toán kỹ rồi nha các bạn, chứ phải đơn giản mà người ta muốn thiết kế là sao. Ngay cái việc mà các bạn bố trí, người ta bố trí cái chip led trên nhất là cái thanh led nè các bạn, cái khoảng cách của từng chip led hoặc là cái vị trí của chip led đó các bạn, nó người ta đã thiết kế làm sao để cho cái độ sáng của nó là nó ổn định nha các bạn, nó sáng đồng đều. Thì các bạn nhìn vô, nếu mà các bạn nhìn vô cái độ sáng của nó, cái bóng đèn của bóng đèn led như thế này nè, thì các bạn nhìn thấy bóng đèn nó càng sáng, các bạn nó tỏa ra ánh sáng càng dịu, càng mang dịu rồi nó đồng đều á, thì nó sao các bạn nhìn thấy nó đủ độ sáng là ok, vẫn ok hơn so với cái đèn mà bị tối sáng vừa chứ có chỗ sáng chỗ tối nha các bạn. Như vậy mà đối với những cái con chip led mà nó hư á, các bạn không thay á, là nó sẽ tối, nó không có sáng. Còn những cái chỗ mà chip led bình thường là nó sáng hết nha các bạn. Thì các bạn nhìn vô á, và so với cái đèn lúc mà tất cả cái chip led mà nó đều hoạt động á, thì nó sẽ cái đèn mà mấy chip led nữa nó sáng hết, sáng đều hơn. Đối với mấy như những cái đèn mà chip led đầy đủ nha các bạn, thì tất nhiên á là ánh sáng nó sẽ sáng hơn so với những cái đèn mà cái chip led mà các bạn không chịu thay chip led mà các bạn muốn nối tắt vô. Ở đây mình sẽ dùng một cái đuôi đèn nha các bạn. Cái gì nha, mình sẽ bật, mình test thử nha các bạn. Các bạn để kiểm tra cái độ sáng á, ví dụ như cái đèn này mình đèn bình thường nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó sáng không, nó sáng là nó sáng như thế này á, là mấy chip led nó tốt hết nha các bạn. Còn trường hợp á mà các bạn mà câu dây đồng đi các bạn, ví dụ như vị trí này nè, mình sẽ lấy băng keo mình nhìn về, giả sử sẽ thử vô như các bạn nè, một nhánh ví dụ mấy cái chip led này các bạn không chịu thay, các bạn câu dây đồng vô đây, vị trí này mình dán đại nha các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy không, ánh sáng nó đây là có chỗ sáng chỗ tối nha các bạn. Đây nè các bạn thấy không, mấy chỗ này nó không sáng nha các bạn, tại vì các bạn câu dây đồng quá, các bạn câu dây đồng thì cái chỗ sáng chỗ tối là chắc chắn là nó giảm cái độ sáng của bóng đèn nha các bạn. Các bạn thấy không, nguyên hàng này nó sáng, nhưng mà những cái chỗ mà các bạn câu dây đồng á là nó tối nha các bạn, nó không được sáng nha. Thì vấn đề này á, nó làm giảm cái độ sáng của bóng đèn. Đây là vấn đề thứ hai nha các bạn. Thứ nhất là nó vừa mất thẩm mỹ, cái thứ hai là nó giảm cái độ sáng bóng đèn xuống. Nhất là các bạn mà càng câu dây đồng càng nhiều trên cái chip led nè các bạn. Chip led mà nó càng hư càng nhiều á, các bạn không muốn thay á, các bạn câu dây đồng càng nhiều á, thì cái độ sáng của bóng đèn nó càng giảm nha các bạn. Còn cái vấn đề thứ ba của mình nói đến ở đây á, là nó sẽ làm giảm công suất của đèn.
Đây, các bạn thấy rõ cho mình nha, cái công suất của đèn á nó giảm nha các bạn. Mỗi cái đèn nó sẽ có một công suất riêng nha các bạn. Như ở đây mình sẽ lấy ví dụ, mình có một cái đèn led âm trần, cái công suất của nó nè các bạn, ở đây có hai cái nguồn rời nha các bạn, một cái đèn rời và một cái nguồn led driver của nó. Các bạn thấy không, trên thân đèn á nó có ghi là cái công suất của nó là 9W nha các bạn. Thì mỗi cái đèn có một cái công suất riêng của nó nha các bạn. Khi mà các bạn câu dây nối tắt như thế này á, nếu mà cái số lượng ít đó các bạn, cũng một hai chip led nó bị cháy bị hư thôi. Những cái đèn led bút này nè, có một hai con chip led bị cháy bị hư á, thì các bạn câu nối tắt á, các bạn cảm nhận thấy nó rất nhanh, nhưng mà không sao, không có vấn đề gì hết là ok. Tuy nhiên á, nó sẽ giảm cái công suất đèn nha các bạn. Các bạn về khi mà các bạn nối tắt càng nhiều á, cái công suất đèn nó sẽ càng giảm xuống. Nào, thay vì công suất lúc đầu của các bạn, công suất lúc đầu của nó 9W. 9W thì bây giờ các bạn, nếu các bạn nối tắt càng nhiều á, nó sẽ sụt xuống nha các bạn. Tại vì số lượng chip led nó sẽ thay đổi, nó giảm xuống. Thì cái công suất của cái đèn này nè, bên trong nè, nó sẽ giảm xuống nha các bạn. Khi đó thì điều gì đã sẽ xảy ra? Một cái đèn người ta chế tạo á là có công suất, một cái công suất này nó đi kèm với cái cục nguồn led driver. Như cái này nè, nó phải tương xứng với nhau nha các bạn. Như cái cục nguồn led driver này dành cho cái đèn từ 8 đến 12W. Ở đây các bạn có cái đèn 9W. Tất nhiên á là nó phải gắn, các bạn ghi các bạn kết nối vô nó phù hợp là đèn này nó sáng nha các bạn. Mặt khác, khi mà các bạn á, cái công suất này các bạn, công suất của đèn giảm nè các bạn. Ở đây mình ví dụ nha các bạn, như cái led bút này nè các bạn. Led bút này nó khoảng là, mình ví dụ thôi nha, mình không đếm số lượng nha, hoặc là cái thanh led tiếp led T8 á, cái số lượng led chip led trên cái thanh nguyên dọc cái này nè các bạn, nó khoảng là 80 con nha các bạn, 80 chip led nha. Đúng không? 80 chip led này nè. Khi mà các bạn nối tắt vào một nhánh thôi, các bạn giảm xuống nào bạn. Các bạn nối tắt một nhưng mấy chip led này các bạn không chịu thay, mà các bạn cứ nối tắt giảm nào, bỏ mấy chip led này, như mấy chip led này bỏ hết nha các bạn. Nó giảm, ví dụ các bạn bỏ khoảng 3 con đi, nó còn 77 con nha các bạn. Mình ví dụ nha. Cái này không chính xác nha mà, 77 con. Mà lại giảm thêm 3 con nữa đi. Như ở đây nha các bạn, nó không phải chết một con một cái, mà các bạn nó chết một nhánh thêm một cái nhánh nữa. Các bạn giảm thêm 3 con nữa là còn 74 con nha các bạn. Đúng không? Thì cái công suất lúc đầu á, công suất lúc đầu người ta chế tạo là cái này khoảng là, mình ví dụ cái đèn led này đi, là 30W nha các bạn. Công suất là 30W đúng không? B nè, B đèn nè các bạn. Công suất đèn á là khoảng 30W đi. Khi mà các bạn cứ không chịu thay chip led, các bạn cứ câu dây đồng nè, nối tắt nè, thì cái công suất của đèn nó sẽ giảm nha các bạn. Công suất của đèn nè lúc này sẽ giảm. Thì cái 30W này các bạn, lúc đầu là 30W, nhưng mà khi các bạn giảm cái công suất nối tắt mấy chip led này, các bạn không chịu thay thế, thì cái công suất này cũng giảm luôn nha các bạn. Là công suất đèn nó giảm, tại vì cái chip led nè các bạn tháo ra không xài nữa thì số lượng chip led nó giảm, thì cái tất nhiên là cái công suất của cái vĩ led này nè nó sẽ giảm. Khi mà công suất này giảm thì kéo theo vấn đề gì nha các bạn? Ở đây mình sẽ nói rất nhiều và cái này các bạn so sánh cho mình đó, cái công suất đèn nè các bạn, công suất của đèn và với cái công suất của nguồn led driver nha các bạn. Nè, công suất của đèn và công suất nguồn led driver. Đây là cái công suất của nguồn led driver nha các bạn. Lúc đầu á thì cái đèn này sáng á, tại vì nhà người ta chế tạo người ta đã tính toán kỹ rồi. Thì cái này nó tương đương với nhau á thì nó sẽ sáng, đúng không? Nếu các bạn giảm xuống một cái công suất đèn á, nó giảm số lượng ít thôi thì có thể cái nguồn này chấp nhận được nha các bạn. Mà khi mà cái này mà
lớn hơn cái công suất nguồn nữa bạn. Các bạn mà giảm cái chip led, ví dụ số lượng chip led này các bạn giảm nhiều quá đúng không, cái công suất đèn này nè nó sẽ nhỏ hơn công suất nguồn led, cái công suất nguồn led lớn hơn các bạn. Ở đây mình nói là các bạn giảm số lượng nhiều nha. Ví dụ một nhánh này á, một nhánh là 3 con thì các bạn ví dụ giảm khoảng 3, ví dụ lúc đầu á là các bạn giảm 3 con thôi. Nhưng mà không phải một cái đèn á nó chết khoảng 3 con mà nó chết rồi, ví dụ khoảng vài khoảng 5 6 con hoặc 10 con á thì cái mà các bạn cứ không chịu thay chip led đó, các bạn nối tắt á thì cái vấn đề này nó xảy ra nha các bạn. Thì cái công suất đèn nó cái công sẽ nhỏ hơn công suất nguồn led. Thì cái dễ cái điều này á nó mình đã nói nhiều bạn rồi nha, mà các bạn mình cũng đã chứng minh rồi là cái cái vấn đề này dễ cháy chip led nha các bạn. Các bạn không tin á, các bạn cứ thử nghiệm đi. Như một cái này nè, các bạn câu có thể nối tắt khoảng 1-2 con hoặc là số lượng vừa phải thì nó có thể nó đáp ứng được nha các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn cái số lượng mà các bạn chip led trên đây nè, các bạn giảm một số lượng nhậm nào đó là nó sẽ, mình giả sử đi, cái này á là nói chung á là có giá trị định mức nha các bạn. Cái công suất định mức của nó nha các bạn. Đây là công suất định mức của nó. Khi mà nó chịu đựng á, chịu đựng với cái nguồn led driver nha các bạn. Khi mà cái công suất này á mà nó giảm nhiều quá nha các bạn. Thì nó sẽ cái công suất nguồn á các bạn, nguồn led đi chính là nó sẽ làm cho cái chip led còn lại trên cái vỉ hoặc cái thanh này nè, nó cháy hết luôn nha các bạn. Chứ không phải là các bạn ý là các bạn cứ nói là đây là cái nguồn dòng. Cái nguồn led driver thực chất cũng là cái nguồn dòng nha các bạn. Như bạn nói là nguồn dòng thì nó ổn định dòng điện ổn ra, nhưng mà cái áp á nó sẽ thay đổi, áp ổn ra sẽ thay đổi thì nó phụ thuộc vào tải nha các bạn. Tải ví dụ là đó, các bạn như các bạn nói, ví dụ tải càng nhiều á thì cái áp nó ra sẽ thay đổi, hoặc tải nhiều tải ít gì á là cái các bạn đo sụp áp trên ngõ ra của cái vỉ led này nè nó sẽ thay đổi đúng không, là đo, nói chung là đo giá trị khác nhau, nhưng mà cái dòng ra của nguồn này á nó không đổi nha các bạn. Nên ở đây không tin thì các bạn làm thử đi, các bạn tháo hết chip led đây, các bạn cái nối tắt nè, nối tắt số lượng nhiều vô để các bạn thử cái cấp cái lấy cái nguồn này nè, nguồn led driver nè, các bạn cấp vô cái vỉ led này coi. Một số bạn đã bị cháy hết rồi nha các bạn, cháy hết chip led nha. Nên cái này á các bạn câu nối tắt vô, mình khuyên các bạn chỉ cái vấn đề này, vấn đề chữa cháy thôi. Cái này ở đây sao là sao các bạn, là các bạn á cần xài một cái đèn, cái tại vì cái đèn nó cháy chip led á, khi mà chip led nó bị cháy các bạn là cái đèn nó bị tắt luôn nha các bạn, nó không có hoạt động được. Là tại vì mấy cái thanh led này các bạn nó nối mắc nối tiếp với nhau, là ví dụ nó bị cháy nguyên dãy một cái nhánh ba con chip led này đi là nó bị cắt rồi, cái gì nói chung là nó bị hở mạch rồi, là cái đèn này không hoạt động nha các bạn. Khi các bạn đo kiểm tra các bạn thấy cháy chip led, các bạn câu là cái câu cái này câu nối tắt vô là tính là các bạn thông mạch, là nối cái điểm A nè, ví dụ ở đây điểm A với điểm B đã thông nhau nha các bạn. Bình thường là nó bị cắt đứt nha các bạn. À đây điểm A, đây điểm B. Lúc đầu á thì nó bị cắt đứt nha các bạn, là nó bị hở mạch. Và sau các bạn nối từ điểm A sang điểm B nè, câu di động nè. Thì nó sẽ thông mạch nha các bạn. Thì cái này cái đèn á, khi mà các bạn câu di đồng á, tiến hành câu di đồng thì đèn lúc này nó sáng nha các bạn, nó sáng. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, cái này chữa cháy thôi, là khi mà các bạn mà có cái chip led á thì các bạn nên thay cho hết cho mình nha, vì ba cái nguyên nhân nào bạn. Thứ nhất về thẩm mỹ, và thứ hai về giờ cái độ sáng bóng đèn nó sẽ, khi mà các bạn trong một cái mạch là cái chip led mà hoạt động ổn định đó, là cái đèn nó sẽ sáng hơn, sáng theo cái công suất của nhà sản xuất người ta chế tạo như vậy nha các bạn.
Còn cái kế tiếp nữa là cái làm cho cái chip led này nó đỡ bị chết nha các bạn. Tại vì cái đèn nó hoạt động đủ công suất của nó nha các bạn. Chứ các bạn mà cứ nối tắt, ví dụ không phải là cái đèn này nó chết một hai con đó, thì các bạn có thể nối tắt được nha. Nhưng mà nó chết được số lượng nhiều quá là các bạn không nên nối tắt nha các bạn. Lúc này nó sẽ giảm công suất đèn, nó giảm cháy cái chip led khác. Chứ không phải là các bạn cái đó là đây là cái nguồn dòng, cái nguồn led driver là nguồn dòng và nó ổn định lên. Các bạn muốn thay đổi tùy ý, các bạn số lượng chip led đó, các bạn muốn thay đổi tùy ý, các bạn muốn giảm bớt, giảm nhiều nhiều á thì cái đèn led nó vẫn sáng. Cái đó là sai lầm nha các bạn. Cái này nó chỉ có hoạt động trong cái định mức của nó thôi nha các bạn. Cái công suất nè, cái công suất nó giảm á thì mình tháo cái chip led ra, tháo bớt đó các bạn. À, chip led của đèn nè các bạn. Khi bạn tháo ra thì công suất nó sẽ giảm so với cái thiết kế của nhà sản xuất người ta lúc đầu. Đến một lúc nào đó các bạn tháo nhiều quá, tháo nhiều chip led trong cái đèn á, hoặc là các bạn nối tắt, nhất là các bạn nối tắt á, thì nó dễ là cháy chip led nha các bạn. Nên các bạn lưu ý cho mình cái điều này. Và cái cách thay chip led trên cái đèn này các bạn, mình trong video của mình đó đã post nhiều, hoặc là các bạn lên cái kênh YouTube khác các bạn thay thế rất dễ nha các bạn. Trong cái kênh của mình thì có hai cái phương pháp mà để mà thay chip led này các bạn, là cái phương pháp hàng trực tiếp và cái phương pháp hàng gián tiếp. Thì các bạn có thể thao lên đó các bạn tham khảo nha. Cái này phương pháp này rất dễ, các bạn lên YouTube thì nhiều kênh người ta cũng hướng dẫn cái giới thiệu thay chip led nha các bạn. Còn mấy chip led này các bạn, các bạn có thể lấy cái mấy chip led cũ nó hư các bạn, mình có thể lấy cái chip led của cái mấy cái thanh led chip led 8 nó còn tốt quá, các bạn thay vô cái sàn qua vẫn ok nha các bạn, không vấn đề gì hết nha. Đây là cái giải pháp khả thi hơn so với các bạn mà phải dùng cái dây đồng mà các bạn câu nối để nối tắt mấy cái chip led nè các bạn. Ba nguyên nhân mà mình liệt kê cho các bạn ra cộng với cái quá trình mà thay chip led đó, nó khá đơn giản nha các bạn. Rất nhiều kênh người ta đã post cái video mà thay chip led đó, các bạn tự thay ở nhà cũng được ok nha. Nên mình khuyên các bạn á, là nếu mà các bạn cần thiết lắm á, cái đèn led này á, các bạn sửa để mà sử dụng á, là các bạn chịu cháy thôi. Sau đó các bạn tiến hành thay chip led cho mình. Dùng mấy con chip led đó nè, có sẵn như mấy đèn thanh led tiếp led T8 nè. Các bạn tận dụng lại, các bạn thay lên luôn cho mình nha. Các bạn không cần phải câu dây đồng làm gì để mà nó ảnh hưởng đến như cái thẩm mỹ rồi độ sáng, hoặc là làm có thể gây ảnh hưởng đến cái chip led khác nha các bạn. Tại vì các bạn câu dây đồng càng nhiều á, nó càng cái dòng nó dòng đầu ra của nguồn này các bạn nó không thay đổi ha. Nhưng mà cái điện áp các bạn tính ra cái công suất của cái đèn này đó, nó sẽ giảm công suất của cái nguyên cái vỉ này nè các bạn, nó giảm nên cái nguồn này đó các bạn nó sẽ làm đốt cháy các chip led còn lại nha các bạn. Tại vì cái công suất này lúc đầu là nó không thay đổi, cái B này giảm nè các bạn, mà cái B cái công suất nguồn á nó không thay đổi nên nó sẽ lớn hơn cái công suất của đèn. Nè, công suất đèn nè các bạn nhỏ hơn công suất nguồn này, vì vậy nó dễ gây chip led nha các bạn. Đối với những trường hợp mà các bạn câu dây đồng nhiều quá, số lượng chip led trên cái vỉ led này nó nhiều các bạn, các bạn câu nhiều quá. Còn các bạn mà như ví dụ như một hai chip led á, các bạn có thể câu dây đồng nối tắt được nha các bạn. Nói chung là nó không ảnh hưởng nhiều nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi, các bạn có ý kiến thắc mắc gì đó, các bạn cứ để lại comment dưới video cho mình nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Và vấn đề kỹ thuật á, hoặc là tư vấn sửa chữa nha các bạn. Mình có kiến thức bao nhiêu á, thì các bạn cứ hỏi đi rồi mình sẽ trả lời nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha. Rồi, chào các bạn.